Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo mà mình muốn ẩn Facebook trên điện thoại cũng như trên máy tính. Thì bình thường là rất nhiều bạn là cũng có hỏi mình là không muốn người ta thấy mình online. Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn một cái mẹo mà để mà ẩn không để mọi người thấy mình online. Thì bắt đầu mình sẽ vào việc luôn ha. Đầu tiên là các bạn sẽ vào bên tin nhắn. Đây, mình cần lại đây. Đây, vào Messenger này. Đó. Rồi. Các bạn vào biểu tượng đây này. Đây. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn chỗ trạng thái hoạt động này, bạn ấn vào và các bạn tắt cái này đi. Đó. Xong cái này xong. Các bạn thoát ra ngoài. Rồi các bạn vào bên cái Facebook của mình á. Đây. Rồi các bạn vào tiếp bên này này, dấu ba chấm gạch ngang rồi này. Đó, các bạn kéo xuống, cài đặt và quyền riêng tư này. Các bạn vào bên cài đặt này. Các bạn kéo xuống đến rồi kéo xuống cái chỗ mà có trạng thái hoạt động đây này. Đó, các bạn ấn vào đây rồi các bạn tắt cái này cho mình nha. Đó, trạng thái hoạt động cái này mình tắt đi. Đó, thì khi mà các bạn tắt hai cái chỗ lúc nãy bên Messenger hay là bên cái trang Facebook này thì các bạn sẽ bị ẩn, là người khác lên là người ta sẽ không thấy được cái mình đang online ấy, là trên điện thoại. Còn khi mà mình lên bằng máy tính ấy, mà mình không tắt trên máy tính là người ta vẫn sẽ thấy mình online các bạn nhé. Cho nên mình sẽ chỉ các bạn tắt trên máy tính luôn. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn cách tắt online trên máy tính luôn nhé. Thì mình cũng vào đây này. Mình đi vào cái ứng dụng mình có cài đặt của cái Facebook của mình á. Và mình đăng nhập đây này. Để nó chạy đó các bạn. Không, lúc nãy mình có tắt bên điện thoại nhưng mà bên máy tính nó vẫn online các bạn thấy không? Thì để tắt cái online kiểu này á, các bạn làm một cái thao tác đơn giản thôi. Các bạn ấn vào dấu ba chấm bên này này. Đó, rồi các bạn kéo xuống, các bạn thấy không? Trạng thái hoạt động phải không? Các bạn ấn vào đây. Rồi, cái này có mấy cái tùy chọn đây này. Nếu mà các bạn muốn tắt hết tất cả để mọi người không thấy hết á, để mọi tất cả mọi người đi không thấy các bạn á thì bạn các bạn ấn vào đây. Đấy, còn cái thứ hai nữa là tắt trạng thái hoạt động cho tất cả mọi người ngoại trừ, có nghĩa là bạn muốn cho một vài người biết thôi, còn lại là các bạn tắt hết không để người ta thấy, thì ấn vào số 2. Còn cái này cũng vậy luôn, cái này là các bạn theo cái mình chọn những người mà mình muốn muốn tắt á, thì nó ngược với cái hai này. Cái hai này thì mình muốn cho người ta thấy thì mình bật cái người đó lên, còn cái này là mình tắt cái người mà một số người cụ thể mà mình muốn muốn ẩn á. Đấy, còn mà các bạn muốn tắt hết á thì các bạn cứ ấn vào cái số 1 này này. Đó, là tất cả mọi người trên danh sách bạn bè Facebook của các bạn đều sẽ không thấy các bạn online. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Hiện tại là nó bị ẩn hết. Khi mà chúng ta lên bằng điện thoại mà chúng ta tắt cái đã tắt cái ẩn đó đi, nhưng mà chúng ta tắt điện thoại đi xong chúng ta bật cái máy máy tính này lên á, thì máy tính của các bạn sẽ vẫn hiện các bạn online. Cho nên là mình khuyên các bạn là các bạn nên ẩn cả bên máy tính và bên 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 điện thoại của các bạn. Điện thoại thì gồm có bên cái ứng dụng Messenger riêng á, các bạn cũng phải tắt đi. Rồi bên cái nick Facebook trên điện thoại mình cũng tắt cái ẩn này, cái online này đi, thì mọi người sẽ kiếm không 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 thấy cái nick của mình đó. Thì đấy là những cái chia sẻ mà nhỏ nhỏ mình tìm hiểu được.
và mình cũng đã áp dụng được khá nhiều thời gian rồi, tại vì tính mình cũng không muốn nhiều người kiểu mình online lên thì nhiều người cứ hay nhắn tin ấy, mình lười trả lời ấy. Đấy thì nếu các bạn cảm thấy hay và bổ ích thì hãy nhớ like và chia sẻ cho mình với nhé. Mình cảm ơn tất cả mọi người.